Tại sao đàn ông trao cờ vào buổi sáng và không trao cờ thì có sao không? Chắc chắn rằng đàn ông chúng ta đều biết đến trải nghiệm kỳ lạ này sau vào mỗi buổi sáng thức dậy. Nếu cậu bé trao cờ vào buổi sáng một cách không kiểm soát, đây là một hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường. Cậu nhỏ không trao cờ vào buổi sáng mới là một dấu hiệu cảnh báo bất thường. Cụ thể như thế nào? Cùng theo dõi hết video này để tìm hiểu nhé. Tôi là bác sĩ Trần Thành, chuyên gia trong lĩnh vực nam khoa và y học giới tính. Rất vui được đồng hành cùng tất cả các bạn. Trên thực tế, việc trao cờ buổi sáng xảy ra với tất cả các con trai, bất kể người trưởng thành, trẻ vị thành niên, thậm chí là trẻ nhỏ. Hầu hết tình trạng cương dương một buổi sáng sẽ giảm bớt sau một vài phút khi nam giới đã thức dậy. Thế nhưng, đây là một vấn đề khá nhạy cảm ở một số anh em chúng ta. Ở một mình thì không sao, chứ như đang ngủ mà không bị ai vào phòng thì quả là đáng ngại vô cùng phải không các bạn? Nhưng các bạn có biết vì sao cậu nhỏ này tự nhiên dựng ngược lên vào buổi sáng không? Không phải hoàn toàn là do mơ bệnh bạ đâu nhé. Dương vật trao cờ buổi sáng phần lớn là một phản xạ tự nhiên của cơ thể. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng cương cứng một buổi sáng như sau. Bản thân nam giới hoặc bạn tình và cọ sát vào bộ phận sinh dục thì dương vật sẽ cương cứng. Nồng độ testosterone của nam giới sẽ đạt mức cao nhất vào buổi sáng ngay sau khi vừa chúng ta thức dậy. Nó bắt đầu gia tăng từ 4 giờ. Sự gia tăng nồng độ hormone này là nguyên nhân gây cương cứng ngay cả khi không có bất kỳ một tác động nào cả. Khi hoạt động trong ngày, cơ thể nam giới giải phóng ra noradrenaline, một loại hormone có tác dụng ức chế sự cương cứng. Tuy nhiên, lúc chúng ta đang ngủ, não bộ chúng ta thư giãn cũng khiến cho chất ức chế này tiết ra ít hơn. Thực tế, đây có thể là nguyên nhân của tình trạng cương cứng của những giấc ngủ ban đêm và cương dương buổi sáng. Như vậy, trao cờ vào buổi sáng phần lớn là hoạt động sinh lý hoàn toàn tự nhiên. Nhưng nhiều anh em vẫn ngượng đỏ mặt nếu vô tình có ai đó bắt gặp. Tuy nhiên, thực chất, trao cờ vào buổi sáng là tín hiệu của sự khỏe mạnh, cho thấy lưu thông máu cũng như các tế bào thần kinh trong và xung quanh dương vật đang hoạt động tốt. Thật không? Nếu cậu nhỏ của bạn thường xuyên không dựng, rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo một số căn bệnh gây ảnh hưởng đến chức năng của dương vật như tiểu đường, các bệnh nam khoa hay suy giảm chức năng sinh lý bao gồm rối loạn cương dương, yếu sinh lý, vân vân. Như vậy, nếu mỗi buổi sáng bạn đều trào cờ thì xin chúc mừng bạn, đó là tín hiệu tốt. Còn ngược lại, nếu bạn không trào cờ thì nên chú ý và quan sát tham khảo thêm các ý kiến từ các bác sĩ nam khoa trong những trường hợp cần thiết. Nếu có những thắc mắc hoặc cần tư vấn về các bệnh lý nam khoa, các bạn có thể để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với tôi để được giải đáp thắc mắc. Đừng quên hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe nhé. Bác sĩ Trần Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.